Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về ván đánh trong buổi chiều hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2022, trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của tiêu chuẩn A1 mùa giải năm 2022. Bên đỏ đi tiên là Dương Đình Trung và người cầm đen là Nguyễn Thành Bảo. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。吃。将军。将军。Và tiếp theo sau tình huống cờ bên đen của doanh thủ Nguyễn Thanh Bảo, anh Bình phóng qua để vừa có tư thế bắt xe, vừa đánh dọn tình huống cờ binh 7-1 thì cho thực chiến của trận cờ bên tiên đã buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay không thể chạy pháo được, chạy pháo đi là bị thua ngay. Còn trong một phương khác mà điều xe của đường thắm thì sao? Đấy, như vậy vẫn thua khi mà bên đen có thời cơ dùng binh 7-1 ngay, ép buộc bên đỏ phải phế xe để giải sát. Hình cờ trên thì bên đen vẫn quá mạnh về sau. Như vậy kênh học của tướng Lai vừa gửi tới các bạn phần bí bản về bàn đấu trên, một trận đánh rất hay đến từ doanh thủ Nguyễn Thanh Bảo. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.